Khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 5, tàu kiểm ngư HP926 cùng các tàu kiểm ngư khác thuộc biên đội tàu kiểm ngư Việt Nam ở tọa độ 15 độ 24 phút vĩ Bắc, 111 độ 15 phút kinh Đông đang cơ động vào tiếp cận giàn khoan hải dương 981 của Trung Quốc, hạ đặt trái phép trong vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Lúc này, trước mặt biên đội kiểm ngư Việt Nam có 9 tàu Trung Quốc dàn hàng ngang bắt đầu truy cản các tàu thực thi nhiệm vụ của Việt Nam. Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 12 tháng 5, khi tàu kiểm ngư HP926 cùng các tàu kiểm ngư của Việt Nam cách giàn khoan trái phép của Trung Quốc khoảng 7 hải lý, thì 3 chiếc tàu hải cảnh Trung Quốc lao về phía biên đội tàu kiểm ngư Việt Nam với tốc độ cao. Khi cự ly cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 6,2 hải lý, thì 2 tàu hải giám và hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 37102 và 2401 và một tàu dịch vụ của Trung Quốc áp sát vây quanh tàu kiểm ngư HP926 của Việt Nam. Khi tàu HP926 cách giàn khoan khoảng 3,8 hải lý theo hướng Nam Tây Nam, thì có đến 10 tàu, trong đó có 2 tàu cá vỏ sắt, một tàu hàng và 7 tàu hải cảnh Trung Quốc vây quanh. Tiếp đó, tàu hải cảnh 37101 của Trung Quốc lao đến áp sát và dùng súng phun nước phun vào tàu kiểm ngư 767 của Việt Nam. Cùng lúc, hai tàu hải cảnh Trung Quốc lao nhanh và vây quanh tàu HP926. Đồng thời, một chiếc tàu dịch vụ màu đỏ của Trung Quốc áp sát mạn trái trước mũi tàu HP926. Cách khoảng 200 mét, phía bên phải sau lái của tàu kiểm ngư HP926 lúc này, tàu hải giám của Trung Quốc mang số hiệu 2401 áp sát và dùng vòi rồng áp suất lớn phun nước vào tàu kiểm ngư HP926. Cùng một lúc, tàu HP926 phải chịu 3 mũi giáp công của tàu Trung Quốc, xung quanh có 7 tàu khác chặn đường tàu HP926. Quý vị và các bạn đang thấy đấy là tàu hải giám mang số hiệu 2401 của Trung Quốc cùng nhiều tàu hải giám và các tàu khác của Trung Quốc liên tục vây ép các tàu của Việt Nam, đặc biệt là các tàu kiểm ngư và các tàu cảnh sát biển của Việt Nam trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên vùng biển của Hoàng Sa của Việt Nam chúng ta. Những hành động này của Trung Quốc diễn ra liên tục trong nhiều ngày qua, uy hiếp đến tính mạng tài sản của các lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển của Việt Nam. Trong lúc liên tục bị vây giáp, tấn công, tàu kiểm ngư HP926 đã khôn khéo, luồn lách, chủ động vòng tránh để đảm bảo an toàn. Vừa rồi hành động của tàu nước ngoài đối với chúng ta là một cái hành động khiêu khích, hành động là dã man đối với tàu chúng ta, sử dụng vòi rồng công suất lớn để mà phá hủy các cái trang thiết bị của chúng ta. Đấy. Nếu như mà thực sự con người chúng ta thực hiện các cái công việc ở ngoài khu vực mặt bom thì chắc chắn là sẽ gây ra cái tổn thất. Sau hơn một giờ đồng hồ liên tục vây cản, các tàu của Trung Quốc đã làm gãy đổ hệ thống thông tin liên lạc, anten Vinasat, phao bè cứu sinh tự thổi, phá hủy một quả cầu sắt non của La Bàn Chuẩn đặt trên boong thượng của tàu HP926. Đặc biệt, do bị nước phun vào quá nhiều nên hệ thống điện khoang 4 của tàu HP926 bị chập, hệ thống ống khói bị nước tràn vào. Hành động này hết sức nguy hiểm, chúng ta cực liệt lên án hành động của Trung Quốc và sẽ quyết tâm là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Băng Ma Giá. Tiếp tục chúng ta sẽ có những đối sách, những hành động đối phó để đáp trả lại hành động khiêu khích, gây hấn của Trung Quốc trong thời gian tới. Thực tế, liên tục từ ngày 3 tháng 5 đến nay, Trung Quốc dùng hàng chục tàu công suất lớn liên tục truy cản, đâm va và dùng vòi rồng phun nước làm hư hỏng các trang thiết bị của lực lượng tàu kiểm ngư Việt Nam, làm bị thương một số kiểm ngư viên đang thực thi pháp luật trên vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp như hiện nay tại vùng biển Hoàng Sa, các lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam vẫn kiên trì bám sát thực địa, duy trì các biện pháp tuyên truyền, đấu tranh, buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.